Hai ghế nó xài đó. Để bắt các bạn ở nhà. Hi. Hello. Quá. Lại vậy. Có ai đang xem khô. Từ từ mấy cô. Cô gái ơi. Xấu quá. Có không? Từ từ mới có. Cô gái ơi vào đây đi nào. Bà để đi vào đây nhỉ. Tối quá giờ, tối như này á. Em để đâu cửa? Bắt bà la 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 gì đi. Để mặc cái bà la 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 gì kìa. Bà la la la. Cái gì? Có gì đi. Ôi đồ xinh thế á. Xinh quá kìa. Không, tại người xinh. Anh đặt bàn rồi. Đặt bàn gì? Mình định đi ba người đặt bàn. Cái này mới đúng là đây, đặt bàn này. Đây là anh Tuệ. Đây là anh Tuệ. Vãi. Yeah. Mẹ đã phát thì tiếng với bộ phân cách của con rồi mẹ. Đấy nào. Ok. Được chưa, mình bê con cái kia. Nào bê bê à. Cho anh xem cô Giang, cô Bác nào. Gì? Dưỡng chiếu. Xinh quá, xinh quá. Chào đây, chào đây. Ok. Chào các bạn, bây giờ chúng tôi đang chụp ảnh cho Sập. Sập á. Cái này đò đè rồi đấy. Ai cho đè? Eo ơi, kinh ghê. Rồi ta không dễ thương vậy kêu ghê. Xì xe này. Lết tóc này là lết tóc. Đến mẹ cũng mặc đồ đỏ luôn đấy. Mẹ Giang vào đi, con quay rồi mẹ cũng mặc đồ đỏ. Thế mẹ xách cái túi đỏ vào. Khoe rồi, lúc nãy khoe rồi. Thế bây giờ quay ngược lại sao nhìn thấy cái mặc đồ đỏ. À đây. Sai concept quá nè. Có cái túi này của người đàn bà nào đó màu đỏ này. Đây quảng cáo mời bỏ. Này mày cầm đi. Từ đây con livestream con đọc comment nữa. Đây. Để xong cái này đã xong rồi tính tiếp. Chào. Chào. Eo ơi béo quá. Người gì mà suốt ngày kêu béo, con nhìn thấy chả có miếng mỡ nào. Phải che tạm cái cằm đi để nói chuyện. Giờ Yến đang chụp ảnh cho bài chí hai cằm. Chụp ảnh cho single. Cho bài mới, cho single mới của Yến và Tino và hello và, nhanh thế có cái... hello và gì cơ bạn là và Tino đây rồi, bây giờ phải giới thiệu bên này có. Đây là nhân vật mới tiến vào showbiz, vẫn còn đang rất là ngượng ngùng. Bạn này là rapper. Đây là rapper nè. Đây là Đây là voi cổ nam. Đây là voi cổ nữ. Voi cổ. Vô cổ chứ. Học như nào? Vô cổ. À con chuột này là con chuột đấy mà, chuột đều mà. Đây là chuột giả mà đâu. Đây này. Đang phải chụp ảnh. Đưa cho mẹ quay. Kiểu điên khùng. Nay chụp concept mới. Đông quá mà. Con tụi mình ra bớt. Chụp tấm hình tụi mình ra đi. Hello. Xin chào mọi người, lâu lắm rồi mới livestream. Nên là ít người xem quá. Vài ngày vừa livestream nghe sân bay. Đâu? Đấy là từ lâu rồi anh ạ, à. Mấy tháng rồi. Mình đang đi chụp mà. Lấy lúc nét buồn. Điện thoại của anh Tuệ mà. Đó lấy máy em kìa. Mấy em cắm kìa. Đâu rồi kìa. Bật nhạc EDM lên nào, đi quẩy nào. Dây điện nó ngắn. Nóng quá. Chàng trai chạy theo tình yêu của một chàng trai. Đây là hai bạn đang cố gắng chụp đây, một mình lọt khe. Từ lâu cô đã âm thầm em thương. Ê, em chụp vẻ đẹp hơn anh đấy, em rock cho anh đi nhở. Mặt em mới sáng được. Được, cắn đầu chứ. Lên đi. Bèn.
Tưởng một nhà. Ai gọi ạ? Đã biết. Tưởng một nhà hóa ra không? Không chữa. Bang bang bang. Anh ơi, ở trong này bình thường là có một cái não đâu ạ? Em lấy rồi đấy. Trả lại đi. Đăng like này đẹp quá. Ôi giời ơi. Nóng lắm, nóng lắm. 16 độ mà vẫn không hết nóng. Mấy nè, mấy nè. Bật được bọn chạy hòa đấy. Ba người nhìn vô dây cho dây xin tật mấy tấm nha. Cho anh xin mấy tấm nhờ. Rồi, cảm ơn. Em đi rút rồi. Em về ạ? Dạ không, em ở đây. Cho anh xong bộ nữa nó cơ mà nhờ đúng không? Dạ, không được. Rồi đồ không mờ lên hình vệ sinh được. Cái này xinh mà. Đó, mẹ mình ngồi lên này. À lát nữa ông bà cũng chụp nữa. Ông bà gọi chị hôm nay gọi mẹ. Không biết là như thế nào. Chị, nhà con đang ở đâu đây? Bật cái điện thoại em to lên. Bật cái điện thoại em to. Bật được, được. Bật cái bên hông á. Xong rồi. Thấy chưa? Đấy. Rồi có khiến thấy quay đồ cầm không? Hết rồi, hết rồi. Đúng rồi. Bây giờ không hết được gì. Mặt thử gì, mặt lạnh kia là mặt gì? Hả? Mặt lạnh kia là mặt gì? Chưa test máy để anh chắc là sao? Ờ, có thể còn thích không? Rồi, xin mấy rồi thôi. Em gần nhau nào đó. Không quỳ á. Nghe 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 lên. Nhưng mà thấp, em thấp quỳ được. Đấy, mình lẹ đi, có lúc mình lại trên rồi. Quỳ thì đau đầu gối á. Hãy dễ đi. Góp vô nữa các bạn. Vô miếng nổi, Anh ơi, mày đi nhìn tìm cái cây bước mày đi. Cái gì vậy? Lượt ta lên. Bạn chưa báo. Không biết báo. Lấy cái bịch vải anh mới mua đi. Anh từ bên Mỹ về.
Cẩn thận nhá, cẩn thận nhá, cẩn thận đồ đấy nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.